tên. Em tên Trần Thước. Đó. Xin chào các bạn lớp. Chào thầy. Tên gì đó chị? Trần Thiếu. Trần Thiếu từ lúc đại dinh ha, thầy đặt tên đó. Đại dinh. Em thì học thì ít, mà làm thì cũng ít luôn. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu người á? Ngày làm có hồi mấy, 20 người hả? Dạ, mới mấy chục người. Chứ bệnh nè, chứ bệnh nè. Mà có nhiều ca gì đâu, trong sách cũng có. Ờ thì đúng rồi, sách đâu có nhiều ca. Em thì, cái đấy em cũng thấy tại vì mới đi học. Ví dụ hết thì hết, không hết thì thôi. Đúng rồi. Cái em có lãnh đâu, có một cái ca của cái chú đó. Ở với Mỹ Long, chú Cụ Nga. Lương Tôn á, mà chú bệnh đâu, cái đầu gối chú hồi 18 tuổi. Mà bây giờ á, chú nói hồi đó chú uống thuốc nó ngưng 10 năm rồi. Cái sao giờ tái lại chú uống thuốc nguyên vậy, nó uống hết. Cái chú đi hết tiền rồi mà chú cũng không có chỗ nào hết, mà bỏ từng phải lấy nước vô một tầng. Cái đầu gối, cái đầu gối. Rồi chú lên á, chú nói giờ kệ đi cô làm, xong rồi chú hết thôi. Tôi mới nói hết thì không biết hết hay không, bị bằng thì này mới học. Cái bằng đầu thì cũng bấm cho chú rồi cái thông nghẹt á, rồi mới tới chuyên viên tôi đọc. Mà bệnh với chú thì tùm lum chứ nè, nào là sơ gan của chú buổi đầu á, bụng phì lên luôn, rồi đầu gối thì có nước, mà mắt thì nó lộ ra bụng chảm luôn. Mà nó đỏ ao, mà hỏi một ngày ông nói ông không uống thuốc á thì ông dứt chịu không nổi. Cái tôi làm nó được bữa đầu, chú nó thấy vậy thì ngủ được, nó khỏe. Sao em thấy bây giờ ấn không làm cái ca, không làm cái gì? Làm tay. Cái tay thôi. Tay hai ngón. Ấn giờ hồi đó chưa có gì cụ sao? Chưa có dụng cụ mà hồi thầy em học thì ông xài tay không à? À, ông xài đâu? Thầy tư lý ở núi Gia Lào á, ở Suối Tiên á. Mà không phải núi Gia Lào, ở xuống cát. Ông học thầy đoàn. Mà ông thầy đoàn ở đoàn Hà nước ngoài á. Bị em học thì em dốt lắm, em không có giống như em học, chỉ nghĩ là em học không chỉ chữa ở nhà thôi. Không ngờ mà học sau càng ngày càng đam mê. Ông thầy đoàn ở ngoài á, mà ngoài á, thầy nói học thầy là sao? Ông đó ông cũng, ông thầy tư lý là học, ông đó là thầy. Rồi còn ông đoàn học đâu? Ông đoàn thì ông học của thầy, mà ông cũng không có nói ra. đâu mình đâu có tiền đâu biết, mà cũng cứ theo theo học, mà học con thầy tư lý ông có giảng ra, cứ theo mình coi, ông làm bệnh cứ theo coi, không mà không có hỏi được thì cứ học, về cứ lấy sách tìm tòi, mà từ ngày lên cái đi mua đồ nè, cái gặp thầy, gặp thầy cái mới kể ra, cái thầy nói thôi ráng làm đi, rồi về sau gặp nhiều ca gì thứ dữ mà không có trong sách, rồi sau cái bệnh của cái ông đó là em muốn nói lắm sau này. Ông nói cái mình mua cái ông mà bắt lồi với đầu gối ra, cho được là. Rồi cái em bấm đầu tiên đọc với an thần vậy đó, siêu thần kinh, cháu nhận nghẹt. Rồi tới tiên vô đọc, rồi tới an thần, cái về cũng ngủ được, nhưng mà nhất cũng vẫn nhất. Cái ngày thứ hai nữa, em mới bấm vào cái đầu gối, cái trong cái bắt đầu nó có cái gì, dư tích nước á, dư tích dịch đầu gối. Tự em cũng suy nghĩ ra, nói nếu mà sưng với nước á thì không đi lấy nước, thì mình nghĩ rằng có cái dịch, em không muốn bệnh cái dịch. Cái em lăn hơ xong nó bớt cái điểm đó. Ông nói ngày về ông ngủ được khỏe, mà cái nhiên cũng bớt nhất. Em làm nó đâu được 10 ngày thì ngày cuối ông nói con mắt con lộ ra nữa, mà nó nhức mắt. Em mới đánh bộ nhức mắt mới lăn lâu cho mắt ổng, thì con mắt cũng xuống. Dù mấy cái đó em lấy trong tài liệu của thầy hả đâu? Em lấy tài liệu của thầy á, trong cuốn sách lớn mà thì em lên gặp thầy cho đó. Ai sách lên Nha Trang? Trang hai á. Nha Trang, Nha Trang. Nha Trang á. Rồi nhờ cuốn sách đó mà em mới làm càng ngày càng hay. Nhiều lắm, em làm nhiều bệnh kỳ đó. Còn mới bệnh vừa rồi có em bé đó, nó sưng cái ngón tay này nè. Nó sưng mà tới bác sĩ kêu bây giờ uống một tuần này mà nếu không hết lên tháo gớt. Tháo gớt thì nghiệp. Tháo gớt thì mới nói nó nghèo rồi, nó có cộng như gì nó bán hết rồi, cái ai chỉ cho em mới nói thì gì làm được thì hết, không được thì thôi, chứ gì cũng biết. Cái làm được có hai ngày, có ngày đầu mà ngày hai cử cũng bấm đầu tiên cũng không nhẹ nhẹ, cái tới cho nó có sức khỏe thì nó nhức quá luôn, mới bấm mấy cái bộ mà xuyên thần kinh,
tiêm viêm tiêu độc, cái mới qua cái bộ mấy cái ngón tay viêm khớp, các khớp đó, bấm vô sao nó hết nhức. Cái qua ngày thứ hai nó hôi em khỏe rồi, cái mình cũng bấm tiếp rồi bấm bổ, mình cũng sửa chữa vậy thôi. Sau nó được 4 ngày nó hết trơn, tới ngày đi học. Tức là lúc em về em có bây giờ rồi em không sao? Không sao, em có bây giờ rồi mà em xài bây giờ không được thầy. Không chứ em xài cái gì vậy? Có tay mà. Nhưng quen rồi. Kêu một người lên đây nè, ông đây nè. Đi lên cho cô làm cho quay. Hai có tay mà, em không có xài dụng cụ. Mua gì làm gì, mua cái mua còn gì làm gì. Mấy con thì mình mua viêm đâu này. Bốn cộng thêm là bốn. Bốn. Các bạn coi nha. Tới 2,5. Dày dày chứ chưa phải không? Dạ, dạ ấm rồi. 6,1. 19. Đó. Tổng sinh là dày dày. 6 em thấy có 3 lần dày. 6 là gì nữa? 3. 3. Luôn luôn như đó. 3. Quay zoom ra nào. Quay zoom như đó thì cho. 50. 41. Mỗi cái em luôn mấy cái, mỗi cái em làm mấy cái. Nhắm mình đơn thuần không biết. Tại vì ông không có thầy, em không có giải nữa. Nhắm là thôi, cái nghề của em là chỉ học bao nhiêu thôi. Nhưng mà do ông thầy tự lý dạy chứ đầu tiên ông mất quyền mà ông tạo em. Thầy có thầy chỉ dạy nữa không? Thầy đâu có móng tay không? Móng tay nhưng mà trước kia có làm cái gì nó mới đi đầu. Nhưng mà mình vừa vậy đó. Ví dụ 300 tay trái trước, tay phải sau, nhắm vậy. Nếu mà ai nghĩa tay mới dùng hai tay vậy. Còn 34 thì trái trước phải sau. Chưa bao giờ làm. Mấy bữa mua làm gì? Mua dẻo dò mặt em thôi. Em lăn, mua làm gì có lăn nhanh không? Có lăn, em lăn thì em hơn. Mà tại vì em nói thật sự ra học thầy này giống như là nhân cấp nghề thôi. Giống như ông bằng em biết em coi. Rồi về em coi sách tự em làm. Em chưa hỏi thầy một câu nào hết. Chỉ có từng ngày lên học gặp thầy mua đồ rồi thầy nói thầy cho cuốn sách mà. Nha Trang á, về thì sớm để làm mấy đoạn mấy hết dễ này. Mấy bệnh nhân thấy mấy hết. Vậy bữa đó là em truyền để thầy điều trị cho mấy năng lượng. Thầy cho năng lượng á, về thật sự hay ghê luôn á. Về rồi đó thầy cứ nói nếu mà em lên gặp thầy về em làm không hết. Thế không có ăn cơm được luôn. Cầm video. Nó mê mà. À, đây. 3 giờ chiều là không sáng thôi. Cầm nói cho ta. 3 giờ chiều là không sáng. Với người bệnh không cho mình nghỉ. Cứ người ta nói chân trước đi, thành cứ đeo theo người bệnh trong không có nghỉ. Rồi mà ngoài mà tới trong người không được khỏe là cứ trốn. Bây giờ mấy bữa đây nè, nói chuyện năng lượng mấy người không biết. Bữa thầy làm thầy quay cũng bún nè. Vâng, bữa thầy bún theo. Bún vậy nè, năng lượng cái này bữa thầy bún với qua nhà mình nhiều người coi nè. Đó, vậy thôi, ba cái. Ba cái thầy chuyện rồi đó. Điện của thầy về năng lượng gì cũng làm khỏe luôn, rồi làm hay quá rồi đó. Nhưng mà sao chị hỏi thầy cái hồi nãy chị hỏi thầy đó, cái hình gì mà giữa cái ông mà chảy nước chứ có cái hình gì ngồi cạnh ổng nữa là ừ, thầy em hay có cái ca mà tàn mà ha như con theo mẹ đó mà thầy em tính nên hỏi thầy cũng như con theo mẹ em thấy hả? Em không thấy nhưng mà em nhìn cái mặt không biết cái mặt con người mà có người theo nó kỳ đó rồi cái em bấm cái người mà về cái nó nói vậy nè cái em mới thấy em mới nói thôi bây giờ nếu không mấy thì ra ngồi nói chuyện đi. Cái nó về nó nói, nó ra nói tôi muốn cho má tôi đi trị á. Má nó nói sao nó sao nghe được, nó hình mẫn ra chứ nó ra là mượn mẹ nó mới mượn tội mẹ nó nói tôi không cho mẹ tôi trị lợi với gì bấm rồi gì đốt đau muốn chết luôn vậy đó. Nói vậy đó, cái nói thì trị gì đâu có làm gì đâu, gì đâu có làm thầy bà gì đâu, vì chỉ trị bệnh thôi, nếu con muốn thì con ra ngoài ngồi đi thì trị cho má nó rồi con vô. Cái nó cho chị được 3 ngày bả hết. Bả hết xong rồi cái nó không cho bả xuống. Nó không cho bả lại nữa. Nó hôn bà đó, bả dữ lắm. Cái người hỏi đó là gì đâu có gì đâu dữ đó đấy. Gì tướng tin gì dữ lắm. Mà em nhiều cay gì đó thầy. Là con đi mai nhập vô đó mà xuống đó mà nói qua miệng bà mẹ. Vô nhập vô mẹ nói luôn. Hết Sài Gòn này hết miệng nèo ở dưới quê bị. Dưới quê nhiều lắm. Mai nhập vô. Rồi em còn sợ nữa em nói. Còn có một ca này nè, ghê lắm. Người đó lái có con rồi mà hai cái cặp ngực á cứng nhắc luôn. Rồi khi lại hỏi mượn mình để cái mình có nói thật tình mình nói lòng của mình nghĩ là người đó mất trong con uống ngưng chắc cái sữa nó căng thôi chứ mình đâu có nghĩ rằng nó muốn dạng ôm thương.
thì lên trên thành phố này chữa không hết, nó cứng khùng rồi. Cái lại mượn mình làm, mình nói mình làm xong có 4 ngày à, là hai cầm ngược xuống liền. Cái mà Úc muốn bấm gì, Úc chỉ bấm thông ngãn ngẹt, rồi mới tới tiêm dương độc. Cái bữa đầu, cái bánh sức khỏe cho ta qua ngày thứ hai bỏ tiêm dương độc chân bú. Cái trong cuốn sách của thầy nó có để ung thư á, ung thư vú á. Cái Úc mới lấy Úc làm luôn, vừa làm mà vừa lăn trong sách, nó để mình lăn tại chỗ luôn. Úc lăn luôn có một bữa mà xong nó xuống. Qua ngày thứ hai nó xuống được 30%, qua ngày thứ tư nó xuống nhiều lắm. Cái nó vậy, nó nói vậy, nó nói trời, bữa nay á, em chồng em về nó có con quỷ theo, mà nó nhập vô rồi nó mới đi trị bệnh á. Cái quỷ nói nó chỉ nói tao á, tao muốn làm hai cái chú mày á lắc giục luôn á, mà mày gặp thầy rồi đó, trời tôi run mới cười. Nó nói qua mọi người bà đó, nó nhập vô nói luôn mà thầy nói là qua bà nhân á. Dạ, nó chỉ luôn, nó nói tao tính cho mày hai cái ngực mày lên thành phố mắc dục luôn mà mày trúng thầy rồi đó. Nó lại nó học với mình hết hồn luôn. Cái mới nói trời ơi, tao mà biết vậy tao không có trị mày đâu. Cái gì thôi, nó nói kệ nó, nhưng mà ráng làm cho nó cũng tăng 10 ngày rồi nó hết luôn. Nhiều cái ca từ ngày lên gặp thầy thật sự, tôi nói thật sự luôn. Rồi trong cái cuốn sách của thầy về, tôi mà bệnh mà người bệnh nhân hết tôi không ngờ. Và từ đó tôi đam mê ghê luôn.